Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo thông tin từ Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố sẽ xét xử sơ thẩm các bị cáo Trương Mỹ Lan 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Chu Lập Cơ 68 tuổi và 84 bị cáo khác trong vụ án. Các bị cáo bị đưa ra xét xử về một trong các tội danh tham ô tài sản đưa hối lộ nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa do tránh tòa hình sự Phạm Lương Toản làm chủ tọa, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phân công 10 kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giữ quyền công tố tại tòa. Riêng đối với bị cáo Trương Mỹ Lan bị xét xử ba tội danh gồm tham ô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và có năm luật sư bảo chữa cho bị cáo Lan. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao kết luận, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2012, Trương Mỹ Lan đã thâu tóm nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần tuyệt đối của ngân hàng SCB từ 85% đến 91,5% cổ phần qua đó trở thành cổ đông có quyền lực để chỉ đạo điều hành thực chất là thao túng toàn bộ hoạt động của ngân hàng scb phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình trương mỹ lan cùng nhiều đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi gồm tuyển chọn bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại ngân hàng scb thành lập một số đơn vị thuộc ngân hàng scb chuyên trách cho vay giải ngân theo yêu cầu của trương mỹ lan trương mỹ lan thành lập sử dụng hàng ngàn công ty ma thuê nhiều cá nhân câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm Bị can này cũng tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ ngân hàng SCB, lập phương án rút tiền, cắt đứt dòng tiền sau giải ngân, bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu, để che giấu sai phạm, mua chuộc, tác động người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ. Từ đó, Trương Mỹ Lan và đồng phạm với những vị trí vai trò khác nhau, thực hiện nhiều tội phạm xâm phạm về sở hữu, xâm phạm hoạt động của ngân hàng, hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, trong đó nhiều tội phạm được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức, thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn. Cũng theo cáo trạng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định truy tố Trương Mỹ Lan và 85 bị can ra trước tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để xét xử. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao chỉ rõ hành vi phạm tội của bị can Trương Mỹ Lan. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập một số lượng lớn các hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn. Trong đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập không 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của ngân hàng SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, còn dư nợ 132.247 tỷ đồng không có khả năng thu hồi. Hành vi của Trương Mỹ Lan đã gây hậu quả thiệt hại cho ngân hàng SCB số tiền hơn 64.621 tỷ đồng từ ngày 9 tháng 2 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, Trương Minh Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của ngân hàng SCB số tiền hơn 304.096 tỷ đồng, gây thiệt hại số tiền 129.372 tỷ đồng. Thông tin được biết từ ông Phạm Ngọc Duy, Tránh Văn phòng Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vụ án Vạn Thịnh Phát liên quan đến sai phạm trong hoạt động tín dụng tại SCB có gần 2.500 tập tài liệu, đóng trong 104 thùng hồ sơ nặng khoảng 6 tấn với khoảng 1 triệu bút lục. Do vậy, tòa chuẩn bị một phòng riêng đựng hồ sơ, tạo điều kiện để các luật sư sao chụp, nghiên cứu tài liệu và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, camera để bảo vệ. Theo ông Duy, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã lường trước hồ sơ vụ án nhiều, sẽ có hàng trăm luật sư tham gia bảo chữa cho 86 bị can cùng nhiều cá nhân tổ chức liên quan trong vụ án. Trong đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định nhiều hành vi được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức với thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn. Liên quan đến vụ án bà Trương Mỹ Lan, hai cựu chủ tịch SCB cùng 5 người khác bị khởi tố trong vụ án Vạn Thịnh Phát nhưng đang bỏ trốn nên bị Bộ Công an phát lệnh truy nã. Những người bị truy nã gồm Nguyễn Thị Thu Sương, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị SCB, Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị SCB, Triềm Minh Dũng, cựu phó tổng giám đốc SCB, Trầm Thích Tồn, cựu thành viên hội đồng quản trị SCB, Sun Henry Kajiang, thành viên hội đồng quản trị SCB, Lam Lee cựu thành viên hội đồng quản trị SCB và Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu phó giám đốc chi nhánh Bến Thành SCB. Bảy bị cáo trên bị điều tra về các tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và tham mô tài sản trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Theo kết luận, đối với một số bị can nguyên là lãnh đạo, ngân hàng SCB đã bỏ trốn, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã, đồng thời kêu gọi đầu thú để hưởng lượng quan hồng. Trong trường hợp, họ không ra trình diện, coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị truy tố xét xử. Mới đây, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại km 261-700 đường cao tốc nội bài Lào Cai khiến 4 người tử vong, Cụ thể, vào khoảng 15 giờ 40 phút ngày 14 tháng 2, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 24C 089XX của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ nhà sạch Lào Cai do tài xế Nghiêm VB, 33 tuổi, trú tại tổ 6 phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai điều khiển hướng Lào Cai, Hà Nội, đã xảy ra va chạm với hai xe máy đi ngược chiều. Cú va chạm mạnh khiến NVH, 13 tuổi, trú tại tổ 11, thị trấn Bát Sát, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, TAM, 17 tuổi, chú tại Tổ 2, thị trấn Bát Sát, huyện Bát Sát, DTA 18 tuổi, chú tại thôn Ná Lùng, xã Cốc Mì, huyện Bát Sát, và PKN 15 tuổi, chú tại thôn Ná Lùng, xã Cốc Mì, huyện Bát Sát, đi trên hai xe máy, tử vong tại chỗ. Camera hành trình ghi lại vụ việc cho thấy bốn thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều trên đường cao tốc với tốc độ cao. Liên quan đến vấn đề trách nhiệm của những người tham gia giao thông trong vụ tai nạn trên, theo ý kiến của tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, đường cao tốc là đường dành riêng cho xe cơ giới, nghiêm cấm xe mô tô, xe gắn máy đi vào đường cao tốc. Việc xe máy đi vào đường cao tốc theo cách đi ngược chiều thì không khác nào hành động tự sát. Vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc nội bài Lào Cai được coi là vụ việc nghiêm trọng cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân, đặc biệt làm rõ yếu tố lỗi của những người điều khiển xe máy và ô tô nếu có. Trước tiên, đối với hai người chạy xe máy ngược chiều trên đường cao tốc, theo luật sư Đặng Văn Cường, đây là hành vi vi phạm pháp luật. Người thực hiện hành vi này mà chưa gây ra vụ tai nạn nào thì cũng đã bị xử phạt vi phạm hành chính, theo quy định tại Điều 6, Nghị định 100 năm 2019 NDCP cụ thể tại điểm B khoản 6, điều 6 quy định xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy, trừ xe phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc đi vào đường cao tốc, mức phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng. Theo luật sư Đặng Văn Cường, trong vụ việc đau lòng vừa xảy ra, cả 4 người trên xe máy đều đã tử vong nên sẽ không đặt ra vấn đề trách nhiệm hình sự đối với hai người điều khiển xe máy này. Trường hợp người điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc dẫn đến tai nạn giao thông chết người mà người điều khiển phương tiện còn sống thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 260 Bộ luật hình sự. Đối với người điều khiển xe ô tô, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ về khả năng quan sát, làm chủ tốc độ của tài xế. Trong clip ghi lại vụ việc, xe máy đi ngược chiều từ khúc cua nên ảnh hưởng đến khả năng quan sát của người điều khiển ô tô. Chính vì vậy, khó có thể bắt lỗi quan sát đối với tài xế ô tô trong tình huống này. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ tốc độ của ô tô để xác định xe này có đi quá tốc độ cho phép 100 km/h hay không. Qua clip cho thấy có tới 3 xe máy đi ngược chiều trên đường cao tốc trước khi vụ tai nạn giao thông xảy ra. Đây là hành vi hết sức nguy hiểm, hoàn toàn có thể gây tai nạn giao thông bất kỳ lúc nào đối với các phương tiện trên đường cao tốc. Bởi vậy nếu tai nạn xảy ra thì việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người điều khiển xe máy trên đường cao tốc là điều khó tránh nếu người điều khiển phương tiện còn sống và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Trường hợp người điều khiển xe máy gây tai nạn còn sống nhưng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự sẽ xem xét trách nhiệm pháp lý của người đã giao phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật, luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ký văn bản khẩn gửi các cơ quan đơn vị địa phương liên quan khắc phục hậu quả tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 4 thanh thiếu niên tử vong trên cao tốc nội bài Lào Cai chiều mùng 5 Tết tức ngày 14 tháng 2 để khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông ngăn chặn kịp thời không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban an toàn giao thông tỉnh yêu cầu, ban an toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, các sở ngành địa phương kịp thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an khẩn trương điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại km 261.700, cao tốc Nội Bài Lào Cai và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý, đặc biệt các hành vi vi phạm chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện lạng lách đánh võng. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp đánh giá nguyên nhân, triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại bất cập, đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 10 CTTDG ngày 19 tháng 4 năm 2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, Chủ tịch tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan, tổ chức kiểm tra trường Trung học cơ sở thị trấn Bát Sát, Trung học cơ sở Cốc Mì trong việc thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các trường học tăng cường quán triệt tới toàn thể cán bộ quản lý giáo viên học sinh tuyệt đối tuân thủ quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi chưa có giấy phép lái xe theo quy định tuân thủ quy định tốc độ không phóng nhanh vượt ẩu đi ngược chiều đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô xe gắn máy xe đạp điện xe máy điện tỉnh lào cai cũng đề nghị cục cảnh sát giao thông bộ công an duy trì tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn tuyến đường quản lý xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường cao tốc đặc biệt đối với các hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông như đi ngược chiều chạy quá tốc độ đi sai làn đường đón trả khách trên đường cao tốc đề nghị tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tăng cường quản lý hành lang đường cao tốc, ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố, ủy ban nhân dân huyện thành phố có đường cao tốc chạy qua, văn bản bảo thắng bảo yên thành phố lào cai chủ trì phối hợp với VEC tổ chức kiểm tra giả soát toàn bộ hành lang đường cao tốc đi qua địa phận địa phương quản lý, thống kê các vị trí lối đi tự mở, phá rào hộ lan, các điểm vi phạm hành lang đường cao tốc gửi về sở giao thông vận tải trước ngày 6 tháng 3 năm 2024 để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có phương án xử lý. Bà Trương Thị Tuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu cho biết đã hoàn tất việc kiểm tra và xử lý kỷ luật Phó Bí thư phường 5 thành phố Bạc Liêu với hình thức khiển trách. Vị này là bà Nguyễn Thị Thanh Kiều, Phó Bí thư Đảng ủy phường 5 thành phố Bạc Liêu. Theo đó, bà Trương Thị Tuyết cho biết thêm sau khi nhận thông tin từ người dân cung cấp, chúng tôi nhận thấy có dấu hiệu vi phạm nên đã tiến hành kiểm tra theo quy định. Kết quả đồng chí Kiều thừa nhận hành vi vi phạm. Chiếu theo quy định của đảng, đồng chí Kiều đã vi phạm trách nhiệm nêu gương và vi phạm những điều đảng viên không được làm. Cân nhắc toàn diện sự việc, chúng tôi đã kỷ luật khiển trách đồng chí này. Quyết định đã triển khai kết thúc toàn bộ quy trình xử lý đảng viên vi phạm. Trước đó, đầu tháng 11 năm 2023, người dân địa phương phản nàn việc cán bộ cả tỉnh Bạc Liêu ai vi phạm nồng độ cồn đều bị xử lý kỷ luật nghiêm minh về mặt đảng, nhưng chỉ bà Kiều, phó bí thư phường 5 thì không. Từ một ít tài liệu, thông tin ban đầu do người dân cung cấp, phóng viên đã đến gặp bà Kiều hỏi cho rõ. Khi đó bà Kiều khẳng định tổng cộng đã có 15 phóng viên đến xác minh sự việc này và người bị phạt trong tài liệu phóng viên trưng ra đối chiếu không phải là mình. Bà cũng khẳng định bản thân chưa từng bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn khi lái xe. Trong khi đó hồ sơ thể hiện ngày 17 tháng 5 năm 2023 Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bạc Liêu lập biên bản vi phạm nồng độ cồn và không có giấy phép lái xe mô tô đối với bà Nguyễn Thị Thanh Kiều, ngụ ấp Cái Vĩnh, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, điều khiển xe máy. Biên bản cũng ghi rõ ngày tháng năm sinh và số căn cước công dân của người vi phạm. Về các thông tin trong hồ sơ vi phạm, bà Kiều khẳng định chỉ sai tên ấp cư trú, còn lại các thông tin bao gồm xã, huyện, tỉnh cư trú, họ tên, số căn cước công dân đều trùng khớp với thông tin cá nhân của bà. Đến ngày 23 tháng 5 năm 2023, Công an thành phố Bạc Liêu ra quyết định xử phạt hành chính 7 triệu đồng về vi phạm nồng độ cồn và 1,5 triệu đồng hành vi không có giấy phép lái xe đối với bà Kiều. Quyết định xử phạt hành chính này cũng ghi rõ họ tên, địa chỉ, ngày sinh, số căn cước công dân đúng như biên bản vi phạm nêu trên tài liệu, thể hiện họ tên, số căn cước công dân trùng khớp hoàn toàn với bà Kiều chỉ khác tên ấp cư trú và người vi phạm trên hồ sơ không có giấy phép lái xe, trong khi bà Kiều có giấy phép lái xe. Tình huống trên cho thấy có thể cảnh sát giao thông đã có sự nhầm lẫn khi ghi thông tin người vi phạm, hoặc bà Kiều không trung thực, cố tình giấu nhẹ vi phạm của mình. Từ đó, phóng viên đã cung cấp toàn bộ thông tin đến Ủy ban Kiểm tra thành phố Bạc Liêu để hỗ trợ làm rõ. Ai vi phạm nồng độ cồn khi lái xe đều bị tước giấy phép lái xe có thời hạn, Bà Kiều không bị tước như vậy vì khi vi phạm bà khẳng định không có giấy phép lái xe. Nay rõ là bà có giấy phép lái xe nhưng cố tình giấu đi để không bị tước như mọi người. Việc này có được xem xét xử lý hay chưa? Trả lời câu hỏi trên, bà Trương Thị Tuyết cho biết vấn đề giấy phép lái xe của bà Kiều không được xem xét vì không thuộc chức trách của Ủy ban Kiểm tra thành phố Bạc Liêu. Bộ Y tế đang lấy ý kiến chuyên gia đơn vị chuyên môn từ khía cạnh y tế về nồng độ cồn phát hiện trong cơ thể không do sử dụng rượu, bia, các giới hạn nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở của người điều khiển phương tiện giao thông. Cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa có công văn gửi các chuyên gia, một số đơn vị chuyên khoa đề nghị nghiên cứu đề xuất về vấn đề nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở của người điều khiển các phương tiện giao thông. Việc đề xuất được căn cứ từ khía cạnh y tế như nồng độ cồn phát hiện trong cơ thể không do sử dụng rượu bia, giới hạn nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở của người điều khiển phương tiện giao thông. Cục đề nghị các chuyên gia, đơn vị nghiên cứu cho ý kiến và gửi các đề xuất nội dung quy định về cục trước ngày 20 tháng 2 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế. Đây là cơ sở để nghiên cứu đề xuất quy định nồng độ cồn trong máu hoặc trong khí thở khi lái xe. Mới đây, trao đổi với báo chí trong cuộc họp do Bộ Y tế tổ chức, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa Bệnh Bộ Y tế cho hay, Bộ Y tế ủng hộ việc xử phạt vi phạm hành chính những trường hợp có nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. Ông Khoa cũng cho hay, Ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp Bộ Y tế đang tiến hành thống kê so sánh các số liệu này và sắp tới sẽ có con số cụ thể số vụ tai nạn giao thông giảm ra sao. Bày tỏ quan điểm cá nhân về việc xử lý nghiêm người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn vượt ngưỡng, ông Khoa cho rằng cần nghiên cứu xử lý nghiêm. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần tham khảo thêm quy định các nước trên thế giới để đưa quy định sao cho hài hòa, phù hợp với bối cảnh thực tế, ông Khoa nói. Liên quan đến vấn đề này, luật sư Trần Văn Giới, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tôi rất ủng hộ việc ban hành các quy định để phòng chống tác hại của rượu bia. Tuy nhiên, việc quy định cấm tuyệt đối lái xe có nồng độ cồn là không hợp lý. Theo quan điểm của luật sư Trần Văn Giới, việc lạm dụng rượu bia mới gây tác hại còn việc sử dụng một liều lượng nhỏ thì không tới mức gây hại cho sức khỏe và ảnh hưởng đến khả năng tham gia giao thông. Hơn nữa, theo số liệu của các cơ quan chức năng thì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông chứ không phải tất cả mọi trường hợp tai nạn giao thông đều do người tham gia giao thông có nồng độ cồn đến mức phải cấm tuyệt đối như vậy, luật sư Giới cho hay cũng theo luật sư thông tin từ nhiều phương tiện cho thấy nhiều trường hợp ăn một số loại thực phẩm trái cây hoặc uống thuốc khi thổi nồng độ cồn vẫn vượt mức không mặc dù không hề sử dụng bia rượu nếu điều này được các xác nhận bởi các cơ quan chuyên môn chuyên gia trong lĩnh vực y tế thì chúng ta không nên có quy định cấm tuyệt đối như vậy bởi quy định như vậy là chúng ta đang phòng chống tác hại của rượu bia trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo phương châm tha xử phạt nhầm còn hơn bỏ sót quy định này khi áp dụng trên thực tế có thể gây ra rất nhiều tranh cãi và gây bức xúc rất lớn cho những trường hợp bị xử phạt mà không sử dụng rượu bia luật sư Trần Văn Giới nói thêm sau khi Nghị định 12019 NDCP sửa đổi tại Nghị định 123-2021 NDCP quy định, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực từ năm 2020 đã nhận được nhiều ủng hộ của dư luận. Mức phạt vi phạm nồng độ cồn khi lái xe được quy định với ngưỡng nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Người điều khiển phương tiện đã bị phạt. Những quy định khắt khe về nồng độ cồn đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực trong việc giảm tai nạn giao thông, thay đổi hành vi lái xe sau khi uống rượu bia của nhiều người dân. Tuy nhiên, hiện các văn bản quy phạm pháp luật không có quy định về cồn tự nhiên trong cơ thể. Việc lấy ý kiến chuyên môn về y tế đối với nồng độ cồn trong máu, hơi thở được kỳ vọng sẽ giúp các cơ quan chuyên môn có thêm các cơ sở đề xuất xác định nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở của người điều khiển phương tiện giao thông. Đại diện đồn biên phòng hứng lập. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vừa cung cấp thêm thông tin liên quan đến vụ ô tô con lao xuống vực sâu 20 m ở huyện Hướng Hóa, Quảng Trị. Theo đó, nạn nhân là ông DDH sinh năm 1974, quê Nghệ An, một mình lái xe lưu thông trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây hướng Quảng Bình, Quảng Trị. Khi đến đoạn đường qua xã Hướng Lập, Hướng Hóa thì xảy ra tai nạn. Ông H cũng là giám đốc công ty cổ phần đầu tư SH có trụ sở tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hiện ông Hát đã được đưa ra Hà Nội để kiểm tra sức khỏe và xác định ban đầu ổn định. Gia đình ông Hát cũng liên hệ công ty bảo hiểm và tự khắc phục hậu quả của ô tô trong vụ tai nạn. Cụ thể, vào khoảng 8 giờ 15 phút ngày 16 tháng 2, đồn biên phòng hướng lập nhận được tin báo của người dân trên địa bàn về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại thôn Cựp, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, Mặc dù vị trí chiếc xe gặp nạn cách trụ sở đồn biên phòng hướng lập khoảng 15 km, nhưng đơn vị nhanh chóng phối hợp công an xã Khẩn Trương có mặt tại hiện trường. Theo đó, xe ô tô hiệu Ford màu trắng 7 chỗ biển kiểm soát 30K 10496 bị rơi xuống vực sâu, phương tiện bị hư hỏng nặng. Qua xác minh thông tin ban đầu, xe ô tô này lưu thông từ hướng Quảng Bình và Quảng Trị trên trục đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, khi đến km 164+300 thuộc thôn Cực xã hướng lập thì bị mất lái, lao xuống ta luy bên phải khoảng hơn 20 mét. Vụ tai nạn khiến chiếc ô tô bị hư hỏng nặng, người trên xe được người dân đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu. Lực lượng chức năng xác định chỉ có một nạn nhân trong vụ ô tô con lao xuống vực sâu 20 mét ở huyện biên giới Quảng Trị. Hiện đồn biên phòng hướng lập vẫn đang phối hợp với công an xã hướng lập bố trí lực lượng bảo vệ hiện trường và phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc. Người đàn ông 40 tuổi được phát hiện tử vong trên vỉa hè thành phố Vinh, Nghệ An vào sáng sớm. Nạn nhân mặc áo phông quần đùi đi giày thể thao. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Hưng Phúc thành phố Vinh, Nghệ An cho biết, người dân trên địa bàn phát hiện một thi thể nam giới trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Cừ nên trình báo cơ quan chức năng. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là CHTA, sinh năm 1984, là phó hiệu trưởng trường dân tộc nội trú ở tỉnh Lạng Sơn. Nam thanh niên đi cùng với đoàn từ Lạng Sơn vào Nghệ An công tác. Qua điều tra sơ bộ cho thấy, khoảng hơn 5 giờ sáng nay, ngày 16 tháng 2, nạn nhân mặc quần đùi, áo phông để đi thể dục. Khi đi đến đường Nguyễn Văn Cừ thì tử vong trong tư thế ngửa người, nguyên nhân tử vong nghi là do đột quỵ. Được biết, anh TA đi cùng với đoàn từ Lạng Sơn vào Nghệ An công tác. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó ngày 13 tháng 2, Ủy ban nhân dân xã Hải Phong, huyện Hải Lăng, Quảng Trị cho biết cơ quan công an đã vào cuộc điều tra vụ việc liên quan đến thi thể thanh niên nổi trên sông Ô Giang sau 5 ngày mất tích. Theo diễn biến vụ việc, sáng cùng ngày, người dân thôn Hội Điền, xã Hải Phong, Hải Lăng bất ngờ phát hiện thi thể một nam giới trôi trên sông Ô Giang, vị trí gần trạm bơm của hợp tác xã Câu Nhi, xã Hải Phong. Danh tính nạn nhân được xác định là HVA, 29 tuổi, trú tại xã Hải Định, huyện Hải Lăng. Gia đình anh HVA cho biết, anh A mất tích từ ngày mùng 2 tháng 9, tức 30 Tết. Người thân đã tìm kiếm suốt nhiều ngày nhưng không có tung tích. Đến mùng 4 Tết thì phát hiện tử vong trên sông. Công an huyện Mộ Đức Quảng Ngãi cho biết, đơn vị củng cố hồ sơ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Đức Minh, Mộ Đức vào tối ngày 15 tháng 2, mùng 6 Tết. Đối tượng gây án là TNT, sinh năm 1996, chú thôn Minh Tân, xã Đức Minh, đã ra công an xã đầu thú sau khi gây án. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 15 tháng 2, chị LTMH, sinh năm 2000, chú xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, đến nhà chồng TNT, sinh năm 1996, chú xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, để đón hai con nhỏ về nhà ngoại chơi do không báo trước với T, nên khi hai con nhỏ vào xin phép bố để đi với mẹ, cả hai phát sinh mâu thuẫn, vợ chồng T và H cãi nhau, bực tức. TNT đã dùng hung khí đâm chị LTMH, khiến chị H tử vong ngay tại chỗ. Được biết, qua thời gian, vợ chồng TNT và LTMH cùng hai con nhỏ vào tỉnh Đồng Tháp bán hủ tiếu. Đầu năm 2023, giữa hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, T đưa hai con nhỏ trở về quê xã Đức Minh, huyện Mộ Đức sinh sống. Chị LTMH tiếp tục ở lại tỉnh Đồng Tháp buôn bán. Đến ngày 8 tháng 2, ngày 29 Tết Nguyên đán 2024, mới về nhà cha mẹ đẻ ở xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức. Tối ngày 15 tháng 2, LTMH đến nhà đón hai con nhỏ về nhà ngoại chơi thì xảy ra vụ việc. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng. Uống rượu bia rồi điều khiển xe máy, khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra, Duy đã điều khiển xe tông vào một đại úy công an. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Ngô Văn Ngọc Duy, sinh năm 2004, trú thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa về tội chống người thi hành công vụ. Thông tin được biết, ngày 12 tháng 2, công an huyện Lạc Thủy tạm giữ Ngô Văn Ngọc Duy do không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông. Theo điều tra, khoảng 11 giờ 10 phút ngày 11 tháng 2, tổ tuần tra kiểm soát giao thông công an huyện Lạc Thủy tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại km 77 100 quốc lộ 21A thuộc địa phận thôn Rị, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy thì phát hiện xe máy do Ngô Văn Ngọc Duy điều khiển chở Nguyễn Hữu Dư lưu thông từ xã Phú Thành về xã Phú Nghĩa, tiếng bô xe nổ to. Tổ tuần tra đã ra tín hiệu dừng, tuy nhiên Ngô Văn Ngọc Duy không chấp hành, tăng ga điều khiển xe với tốc độ cao, lách qua phần đường bên trái đâm vào đại úy Nguyễn Việt Thắng, cán bộ tổ tuần tra kiểm soát giao thông. Theo cơ quan công an, mặc dù đã chủ động cảnh giác, song do tình huống bất ngờ, khoảng cách gần nên đại úy Nguyễn Việt Thắng không kịp tránh. Hậu quả đại úy Nguyễn Việt Thắng bị gãy chân phải, xe máy của đối tượng bị hư hỏng nhẹ. Ngay sau đó, qua kiểm tra nồng độ cồn, Ngô Văn Ngọc Duy vi phạm mức 91mg trên 100ml. Nguyễn Hữu Dư ngồi phía sau có kết quả nồng độ cồn 117mg trên 100ml. Hiện, Công an huyện Lạc Thủy đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.